Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị đầu tiên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa chọn làm đại hội điểm. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024, hoạt động Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Chính đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực khối đại đoàn kết trong xã tiếp tục được củng cố và phát triển là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo ổn định tình hình chính trị của địa phương phát huy dân chủ huy động nguồn lực để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh hệ thống mặt trận tổ quốc từ xã đến khu dân cư thành viên của mặt trận hoạt động ngày càng có hiệu quả quan hệ giữa mặt trận với đảng chính quyền các ngành các tổ chức thành viên và nhân dân được coi trọng qua đó, vị trí vai trò uy tín của hệ thống mặt trận tổ quốc xã và các ban công tác mặt trận khu dân cư được nâng lên. Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 với 3 nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá và 6 chương trình hành động sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Chính, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử 5 đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa, nhiệm kỳ 2024-2029.